Thưa sư, con xin lời khuyên, con sống gần gia đình anh trai nhưng gia đình anh trai con luôn khiến cho gia đình con phiền não. Dù con biết phiền não là tự nơi tâm mình, con cố gắng không qua lại với nhau. Không lẽ anh em từ mặt nhau thì thiên hạ họ cười, vậy con phải làm sao? Hay con bán nhà đi nơi khác sống? Thực sự mà nói, có những cái vấn đề về gia đình của quý vị thì bản thân quý vị đã có câu trả lời rồi. Quý vị chẳng qua là muốn cái người chịu trách nhiệm thôi. Tức là có cái lỡ có cái vấn đề gì đó thì đổ thừa à, ông sư Hạnh Tuệ ông chỉ như vậy đó. Tôi là làm theo lời ông sư Hạnh Tuệ thôi, chứ không phải là tại tôi. Do đó đó, sư có một vài lời khuyên như thế này. Sắp tới thì sư cái lớp trung bộ tới sư sẽ giảng kinh tất cả lậu hoặc, tức là tất cả những cái thể loại phiền não của chúng sanh. Thì quý vị có thể xem theo dõi để xem coi là cái phiền não của mình á thuộc cái loại nào và mình sẽ có cách giải quyết như thế nào là phù hợp. Có những cái đó chỉ cần do mình hiểu biết là mình có thể mình giải quyết vấn đề rồi. Có thể là do gia đình anh em không có hiểu nhau, không có ba mặt một lời, hiểu vấn đề của nhau, thông cảm được cho nhau thì giải quyết được vấn đề cũng được. Có những vấn đề đấy cần phải nhẫn nhịn, cần phải nhẫn nhịn. Họ mắng mình, họ chửi mình, họ lấn át mình, nhưng mà nhẫn là xong việc. Vì mình có những cái mục đích nó lớn lao hơn, có những cái lý do mà mình cần phải nhẫn. Cho nên có một vài cái phiền não mà chỉ cần mình nhẫn là xong việc. Nhưng mà có một vài cái phiền não á, mình phải tránh né đi. Tức là mình chỉ cần mình tránh né là xong việc thôi. Không có không thấy không phiền, mắt không thấy thì tâm không phiền, tai không nghe thì tâm không phiền. Ví dụ như là mình có một cái người nào đó mà họ kể, trời ơi tôi nghe người ta nói xấu, tôi nói xấu anh, nói xấu anh ấy, hoặc là người ta nói xấu cô nè, đây nè nè, vô vô đây coi nè. Phải nói là có những lúc nó phiền ở cái chỗ là nếu mình không biết, mình không thấy, mình không nghe thì không dính dáng gì tới mình hết, rồi coi như là chó cứ sủa người cứ đi. Đương nhiên sư nói như chỉ là thuận miệng nói thôi, chứ không phải mình kêu người ta là chó thì không phải nhá. Tức là mình không mắt không thấy, tai không nghe thì tâm không phiền. Tự nhiên mình nhào ra, mình mở ra mình coi cái thứ trời ơi đất hỡi trời thần đất lở, nó đi nó comment ba cái tầm bậy tầm bạ rồi mình bắt đầu mình phiền. Thấy chưa? Mà bản thân nó vốn dĩ ban đầu là vô sự, thế gian vốn dĩ vô sự, mà tự nhiên cái người ngu nó khiến cho chuyện nó có sự. Đấy, thì có nghĩa là có những cái chỉ việc là mình tránh đi, tránh né là xong chuyện. Nhưng mà có những vấn đề là mình phải diệt trừ nó, bóp nó từ trong trứng nước. Phải giải quyết nó, diệt trừ nó thì mới giải quyết được vấn đề. Mà sư nghĩ thì cái vấn đề gia đình nó cũng không phải là ngày một ngày hai, mà lỡ quý vị có muốn bán nhà thì cũng không phải là bán trong một sớm một chiều mà xong việc. Thì có thể nghe ha, có thể nghe rồi xem coi là cái những cái phương pháp Đức Phật đề nghị như vậy có phương pháp nào chúng ta có thể áp dụng được ha. Và nhớ sự lựa chọn là của quý vị, đừng có đổ thừa tại ông sư Hạnh Tuệ ông chỉ tôi làm nha.